Rồi, đây mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cùng xem là hai chú ông đang sửa chữa lại cái máy của mình, là máy Cummins nha các bạn. Máy của tàu biển đó các bạn. Rồi bỏ đi rồi, hỏi mày xong chưa? Máy này là máy K38 các bạn ơi. Wow. Đang sửa chữa đây cũng để chuẩn bị vài ngày mình ra khơi đó các bạn. Chú cũng đang gần hết. Mày coi tao thì chạy lên tao mua cái thuốc thì chạy xuống liền. Mày để đó đi, mày lấy bọc đây, với cây nghiêm đây. Mày quá sợ không ra rồi quay. Thảo, coi tao chạy lên tao mua cái thuốc thì chạy xuống liền. Thôi, chung không rồi. Nó không thôi đó mà, địch miệng nó lại. Chú ông đang làm lại dẫn lên con ốc của lắp máy đó. Hả? Bể mà. Bể mà. Bể mà. Trời ơi các bạn. Con chăm bồn chạy không anh bạn? Không. Bồn của ta riêng mà lấy bồn là riêng mà. Rồi rồi rồi. Mấy cái này là mày bốn giờ dài lên sao đi rồi. Hai cái ống bồ của nó đó các bạn. Hai bồn này là phân nửa đó. Hai ống bồ nó chuyển lên trên. Không, bồn kia không có bồn. Bỏ luôn. Bỏ luôn rồi. Ừ. Rồi. Má lấy gì lửa nữa mà nó mất dầu mà đủ má mệt tao. Không lên. Sao biết tới đâu ông lão? Biết con kêu giúp cho. À vậy hả? Quá trời. Cái này hiện tại thì được hai máy nha các bạn. Một máy này là của máy phát điện đó các bạn. Máy phát điện nhỏ hơn. Ông nói là giá chiều nay trúng số là ông nghỉ luôn đó các bạn. Chú Sói, cái này của mình nó bao nhiêu máy chú Sói? Nó bằng nhiêu máy chứ sao? 12, à. Bên 6. Một bên 6 hả? Nó tổng cộng là 12 máy đó các bạn. Mày luôn dưới này đi Thảo ơi. Một bên... Hả? Nhảy dưới này lăn phía sau này đi rồi vừa dồn luôn. Một bên 6 máy các bạn. Mình 6 máy. Hai bên là tổng cộng 12 máy. Hai bên 12. Máy Cummins nha các bạn. Đây là mấy ông lão là kinh nghiệm là mấy chục năm hết đó nha các bạn. Tao làm 80 rồi đó nha.
góp cho đi. Cái đầu chỗ này là cái hộp số đó nghe các bạn. Nè, hộp số này rồi, có ống với đá nha, có cục đá 4-5 lỗ gì đó, chứ không có đá không gì đó. Đó vô. Phá dầu rồi nha. Chưa phá dầu đó. Cắt đi. Thì ra nhỏ này rồi đi. Nào tôi coi. Phát lên. Bóp không? Tôi biết. Đó đu dài đó là lượng nhớt đó. Dạ, dạ. Dạ, lượng dầu. 6 cái đó là 2 cái, ôi thằng 4 sẹp luôn hả? Tôi ghi tên hết rồi đó. Lượng nhớt nha các bạn. Lượng dầu luôn. 14 sẹp rồi, quay cạnh chốc, chốc cũng được. Trên đây là cái máy cắt điện đó các bạn. Chú này thì ổng đang ngồi đây ổng bơm dầu cho máy. Đây đang bơm luôn các bạn ơi. Đây cái ống màu xanh này các bạn đang bơm luôn nè. Những cái bình này là bình chứa dầu. Hai bên nha các bạn. Bên đây luôn. Phải nói là đi xuống này mới tận mắt thấy được những cái máy mình nó khủng lắm các bạn ơi. Cứ cao rồi. Mấy cậu mình ngay xỉnh xỉnh chú nhắn cái gì vậy anh này? Để đồ của tao làm tao đâu có để ý ba cái chuyện đó mà mày hỏi tao. Làm thở không ra hơi nó đi hỏi ba cái chuyện đồ của tao làm. Chứ là mấy cái gì thấy tao. Thảo ơi Thảo, vậy anh bơm bên vàng bên đó luôn nha. Anh bơm vàng bên đây luôn, anh bơm hai cái bồn bên đây luôn đi. Anh bơm vàng đây luôn, tôi bơm bên đó thì tôi chỉnh qua chỉnh lại. Tôi bơm vàng bên đây rồi đó nha. Bơm tài á. Đúng rồi, bơm đâu bơm. Má nó mình xét. Cái học bình để đầy đầy máy đó các bạn, thấy đường điện đó các bạn, tổng cộng là 6 cái bình. Cái bình này máy học bình 200 ampe bình mình là 200 ampe mà tổng cộng là 6 bình. Một
bệnh viện sáu học. Giới thiệu cái này chưa? Chưa chút, chưa. Phải.